Phẩm Mujjhalinda, bài 9. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Đông Viên, ngôi lầu của mẹ Migara. Lúc bấy giờ, Visakha mẹ của Migara có công việc liên hệ đến vua Basse Nandi nước Kosala, và vua Basse Nandi nước Kosala chưa có quyết định về việc ấy. Nayatha Phít Ba Văn. Rồi Visakha mẹ của Migara vào buổi sáng sớm đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, rồi Thế Tôn nói với Visakha mẹ của Migara đang ngồi một bên: Bạch Thế Tôn, con có công việc liên hệ đến vua Basse Nandi nước Kosala về việc ấy. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm ứng này: Mọi tuân thuộc là khổ, mọi chủ quyền là lạc, chung dùng làm não hại, trói buộc khó vượt qua. Dạ, bản chánh văn đến đây là hết. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng, cảm ơn huynh Quá Tha Na đã phát bài học. Dạ, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tân vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, bạch sư, con là người đọc bài trả bài cuối cùng. Dạ, con xin ý kiến của sư. Bây giờ con có thể thỉnh pháp sư sớm mấy phút không, bạch sư? Dạ, con thấy sư đã vào đạo tràng. Dạ, dạ, sa thủ con kính tri ân sư. Dạ, sa thủ đành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn huynh Bách Thanh Á, Xích Rạng Đông, Thi Na, Cẩm Vân, cô tu nữ Tệ Duyên và ông bài. Dạ, thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay: Nam mô Bích Ha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambo Tha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambo Tha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambo Tha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang, luôn chờ a trời lửa mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành rải tán mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường a chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vần ngậm ngùi khẩn khoản, phần nhận lời nhưng chẳng nhị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, a nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ dạp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn bồ cặp, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh nhài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, trước khi chúng con cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng, con xin phép được đọc phần chánh văn.
Dạ cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, Phẩm Muchalinda, bài 10 La Mã. Cảm ơn Quang Thanh. Như vậy ta nghe, một thời Thế Tôn trú ở Anubhya tại rừng xoài. Lúc bấy giờ, tôn giả Phát Đi Giá, con của Kali Gotha, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà hòa thượng Abhikhanan, hay nói những lời cảm hứng. Dạ, con đọc và đi sai rồi. Abhikhanan, hay nói nên lời cảm hứng. Ôi lành thai, con không biết câu này lành thai hay lạc thai. Ôi lành thai, một số đông tỳ kheo nghe tôn giả Phanh Đi Giá, con của Kaligotha, đi đến khu rừng, đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, thường nổi lên lời cảm hứng. Ôi lạc thai, dạ vậy là câu đầu lạc thai rồi. Dạ, để một chút con sửa lại ạ. Nghe vậy các tỷ kheo ấy suy nghĩ, không gì nghi ngờ, nít xăm xá văn, chư hiền tôn giả Hoành Đi Giá, con của Kali Khô Thá, sống phạm hạnh không có hoan hỷ, vì trước khi còn ở gia đình được hưởng an lạc nhà vua. Vì tôn giả nhớ đến an lạc ấy, nên khi đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, vân vân, thường nói lời cảm hứng. Ôi an lạc thai, rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, này các tỳ kheo ấy, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tôn giả Phát Đi Giá, con của Kali Khô Ta, đi đến rừng, vân vân, nói lên lời cảm hứng. Ôi an lạc thai, không có nghi ngờ gì nữa, sống phạm hạnh không có hoan hỷ. Ôi an lạc thai, rồi Thế Tôn bảo một tỳ kheo. Này các tỳ kheo, hãy đi đến và nhân danh ta nói với Phát Đi Giá, con của Kali Khô Thá. Thưa hiền giả, bậc đạo sư gọi hiền giả, thưa vâng bạch Thế Tôn. Vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến tôn giả Phát Đi Giá, con Kali Khô Thá. Sau khi đến, nói với tôn giả Phát Đi Giá, con của Kali Khô Thá. Thưa hiền giả, bậc đạo sư gọi hiền giả, thưa vâng hiền giả, tôn giả Phát Đi Giá, con của Kali Khô Thá. Vâng đáp tỳ kheo ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Phát Đi Giá, con của Kali Khô Thá, đang ngồi một bên. Trong nước cũng có đặt người khéo bảo vệ, ngoài nước cũng có đặt người khéo bảo vệ. Bạch Thế Tôn, con được bảo vệ không dữ như vậy, nhưng con vẫn sống sợ hãi, hồi hộp, run sợ, hoảng sợ. Phi Tô Uphitgo Usanki Utrato. Nhưng nay con đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, con sống một mình, con sống không sợ hãi, không hồi hộp, không run sợ, không hoảng sợ, không rộn ràng, không hốt hoảng, lắng dịu. Banaloma, nhẹ nhàng, Baradavutta. Tâm như con thú rừng, bạch Thế Tôn, do thấy mục đích như vậy nên con khi đi đến khu rừng, con nói lên lời cảm hứng, an lạc. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lời cảm hứng này.
với ai trong nội tâm không có lòng phẫn nộ vượt qua hữu phi hữu, vị ấy thoát sợ hãi, an lạc không sầu muộn, chư thiên không thấy được. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ con kính dâng mít đến sư. Được Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư. Dạ Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào quý Chư Tôn Đức, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông cho biết đã nghe rõ. Hôm nay thì chúng ta học cái bài 10 La Mã, cũng trong phẩm Moccalinda. Trước khi giảng bài học hôm nay đó, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tụng tắc Arahant Samma Sambuddho Buddhang Phakkhu Abhivadami. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đấng thi nhân sư, bi trí vẹn toàn. Soa-kha-tô, phá-ká-wa-ta, tham-mô, tham-mang, nạc-ma-sa-mi. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê, khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thì thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhatibhano Phagavato Savakasanko Sankhan Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện hồng cầu mong tam bảo giang hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ được sự an lạc. Nam mô Buddhaya. Nhà kính bạch chư tăng, kính thưa quý cô tu nữ, kính thưa quý thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta học bài 10 La Mã. Ở trong nội dung phần chánh kinh thì chúng ta đã nghe cô Nhật Quỳnh đọc phần chánh văn. Bây giờ chúng tôi xin tóm lược về cái câu chuyện này với cái ý nghĩa giảng cái bài nội dung của cái kệ ngôn này mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Câu chuyện là đề cập đến một vị trưởng lão tên là Phatiyathera. Chúng ta biết rằng ngài Phatiyathera đó, thì ngài là một cái vị con của một cái người phụ nữ ở trong hoàng tộc Thích Ca tên là Kaligothaputta. Thì chúng ta được biết đó là ngài là đứng đầu trong trong những vị hoàng thân quốc thích, dương tôn công tử xuất gia trong dòng họ quý khoái Phatiya đó. Và thì ngài được sanh ra trong một cái gia đình của dương tử ở tại Kapila Quách Thú. Kapila Quách Thú thì nó có một cái câu chuyện như thế này. Ngài thì xuất thân là một cái hoàng thân quốc thích, là một vị vương tôn công tử ở trong cái dòng họ Thích, tức là dòng họ Sakya đó, dòng họ Thích Ca đó. Rồi là khi mà cái chuyện đó là như thế này, khi mà tôn giả Anuruddha, tức là chúng ta được khuyên âm đó là tôn giả A Nậu Lâu Đà này, cũng là một vị trong hoàng tôn quốc thích đó, xuất gia, thì khi mà sinh cái người mẹ của mình, sinh cái người mẹ của mình để mà ngài Anuruddha sinh người mẹ của mình để mà đi xuất gia, thì bà mẹ đồng ý với điều kiện là phải cho Phatiya đi theo. Phatiya tức là tôn giả ngài Phatiya Thera ở đây đó, thì dũng ý của bà đó, mẹ của
Thá đó, dụng ý là để cho cái vị mà Phát Đi Giá này, Dương Tôn công tử Phát Đi Ta Giá này đó, đi theo để mà coi như là lôi kéo, không cho cái người con của mình xuất gia, tức là không cho ngài Anuruddha xuất gia đó. Tại vì chúng ta biết là sống ở trong hoàng tộc đó, là sống trong nhung lụa mà, có đầy đủ sự hưởng thụ đó, cho nên là Phát Đi Giá khi mà Phát Đi Giá đi theo như vậy, rốt cuộc đó thì Phát Đi Giá không lôi kéo được ngài Anuruddha xuất gia, tức là Anậu Lâu Đà đó xuất gia, nhưng mà rốt cuộc lại là ngài Anuruddha đã thuyết phục được Phát Đi Giá xuất gia theo, xuất gia theo. Thì do cái tình bạn như vậy cho nên là hai cái vị này đã đồng lòng xuất gia. Khi mà xuất gia như vậy thì chúng ta biết rằng là ngài thì ngài Tôn giả Phát Đi Giá đó có một cái đời sống độc cư, có một cái đời sống độc cư, và ngài thường là ở dưới cội cây, ngài ở an trú, và ngài hưởng cái sự an tịch của Niết Bàn, tức là cái sự an lạc của Niết Bàn đó. Thì nó có câu chuyện như thế này, nó liên quan đến cái tiền kiếp quá khứ. Sở dĩ mà cái kiếp cuối cùng mà ngài sanh vào trong hoàng tộc á, là nhiều kiếp vào thời Đức Phật Padumottara đó, tức là Đức Phật Liên Hoa Sanh đó, thì ngài có tạo nhiều cái phước rất là nhiều, do cái sự cúng dường hộ độ đến với Đức Phật và Chư Tăng đó, cho nên là đến nhiều kiếp, phải nói là 500 kiếp mà ngài giữa cái thời khoảng giữa Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gotama đó, tức là Đức Phật Kassapa là Đức Phật Ca Diếp đó, trước Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Đức Phật Tổ Gotama của chúng ta ra đời, thì cái khoảng cách giữa hai vị Phật đó, đó thì ngài lại sanh được 500 kiếp để làm cái người giàu sang, vương tôn công tử hay là triệu phú ở trong một cái địa phương nào đó, rồi ngài hưởng thụ như vậy là 500 kiếp. Thì đến cái thời điểm này đã từng xếp những cái phiến đá mà gọi là đá quý đó, để mà ngài cúng dường cho Đức Phật Độc Giác để ngồi thọ trai đó. Cho nên là do cái phước như vậy, cho nên là nhiều kiếp ngài được sanh làm một cái 500 kiếp ngài sanh đầu và trưởng giả trong một cái nhà bá hộ, nhà giàu, hay là Dương Cô Tông công tử. Rồi đến kiếp cuối cùng là cũng sanh vô trong cái dòng họ Thích Ca, dòng họ Thích Ca. Và đó thì khi mà ngài xuất gia cùng với lại ngài Anuruddha đó, thì ngài lo chuyên tâm hành đạo đó, cho nên ngài thích sống cái đời sống độc cư, cho nên là ngài chứng quả vị A-la-hán. Khi mà ngài chứng quả vị A-la-hán như vậy đó, thì ngài thường thốt lên cái lời mà như là nãy đọc chúng ta nghe trong kinh đó, là an lạc thai đó, tức là an lạc mà ngài nói ngài hưởng được cái sự an lạc của Niết Bàn đó. Cái an lạc đó là cái an lạc cao thượng nhất, cái an lạc đó không có một cái gì cao bằng, không có cái gì quý bằng. Trong khi ngài nói là cái đời sống mà khi còn ở thế tục, mặc dù là được bảo vệ nhiều thứ, đi đâu cũng có kẻ đón người đưa, kẻ hầu người hạ, cũng có quân canh giữ nghiêm mật, nhìn từng lớp từng tầng như vậy đó, nhưng mà rồi cũng không thấy an toàn, do cái trạng thái của nội tâm rất là bất an trong cái nỗi lo sợ, trong cái nỗi phập phồng, trong cái điều mà chúng ta biết rằng, đừng có nghĩ rằng là người ta không có tiền của người ta mới đau khổ, không có vật chất hưởng thụ người ta mới đau khổ, không. Mà sự thật ra là những vị này đó cũng thấy ở trong một cái trạng thái lo âu phập phồng, không phải là thiếu ăn thiếu mặc, phập phồng không phải là ai đe dọa, nhưng mà ở trong cái nội tâm
luôn luôn có một cái trạng thái mà bởi chi phối, bởi tham sân si phiền não trong cuộc đời đó. Cho nên là các vị ấy cũng là ở trong một cái trạng thái nội tâm hết sức là lo sợ. Vì đó cho nên là nó có một cái trạng thái bất an. Khi mà chứng quả vị A-la-hán rồi đó, thì vị này mới, tôn giả Phát Đi Giá mới thốt lên cái lời mà giống như cái lời mà cảm thán tự chính mình, để chúng ta biết rằng là hưởng an lạc của Niết Bàn, sự tịch tịnh đó, thì cái an lạc đó là an lạc cao thượng nhất. Như chúng ta đã nghe ở trong kinh đó, Phật dạy là Nibbanang Paramang Sukham, tức là Niết Bàn là an lạc tối thượng. Đức Phật nghe dạy vậy. Cho nên là chỉ có một cái người đạt được cái tịch tịnh của Niết Bàn thì vị đó mới là có được cái sự an lạc. Thì cái câu chuyện này được diễn ra đó là sau khi mà tôn giả nói lên những cái điều đó, thì chư tỳ kheo mới nói rằng cái vị này có thể là nói rằng là dối trá hay là không chân thật do cái sự mà nói như vậy. Trong khi là nói rằng là mình ở hoàng cung được bao che, được bảo vệ nhiều thứ, được cung phụng nhiều thứ đó, nhưng mà cũng không thấy an toàn, cũng thấy bất an như vậy. Trong khi bây giờ đang ở trong rừng như vậy mà lại là nói lên cái điều an lạc như vậy. Cho nên chư tỳ kheo đó đã đem cái câu chuyện này đã đến trình với Đức Phật. Sau khi trình Đức Phật thì Đức Phật ngài gọi tôn giả Phát Đi Giá đến để mà hỏi, để khẳng định lại những cái điều đó. Và Đức Phật ngài mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, là con quả thật là nói được cái sự, cảm nhận được cái sự an lạc của Niết Bàn, đó là sự tịch tịnh. Thì Đức Phật nhân đó, đó thì ngài mới thuyết lên cái kệ ngôn này. Mà chúng ta đọc qua cái kệ ngôn này lần lượt rồi chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa của cái kệ ngôn này. Đức Phật ngài dạy là với ai trong nội tâm không còn phẫn nộ, vượt qua hữu phi hữu, vì ấy thoát sợ hãi, an lạc không sầu muộn, chư thiên không thấy được. Giờ chúng tôi sẽ chia sẻ về cái ý nghĩa của cái câu kệ ngôn này. Như vậy thì Đức Phật ngài nói đến nhớ với những ai, với những ai, ai, bất cứ ai, tức là những ai ở trong cõi đời này mà nội tâm không có cái gọi là lòng phẫn nộ, không có lòng phẫn nộ, vượt qua hữu phi hữu. Bây giờ là chúng ta thấy rằng là ai mà vượt qua những điều đó, ai vượt qua? Chúng ta đó, với một cái người phàm phu đó, thì mỗi người có một cái nỗi khổ khác nhau. Nỗi khổ khác nhau đó là nói nỗi khổ là trong cái hoàn cảnh sống, trong hoàn cảnh sống. Cái người giàu có đó thì họ có cái khổ của họ. Khổ của họ là sao? Họ không phải là làm lụng, phải là không phải là tay tay bóng, tay lấm chân bụt, họ không phải, không phải vậy. Không phải là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, họ không phải vậy, họ không phải khổ. Nhưng mà họ có cái khổ á, thí dụ như họ ở có một cái địa vị nào trong xã hội á, thì họ khi có cái địa vị đó, hoặc là họ sợ mất cái địa vị đó, hoặc là họ có tài sản đó, họ sợ mất cái tài sản đó, có danh vọng thì sợ mất danh vọng, có vị, có lợi lộc thì sợ mất lợi lộc, hoặc là đang có sức khỏe như thế này nhưng mà mình lại sợ mất đi những cái sức khỏe, nó có nhiều thứ lắm. Cho nên là ở trong một cái tâm thái của một cái người phàm phu ấy, là trong một cái trạng thái nội tâm bồn chồn, lo sợ, lo sợ. Chúng ta đã tự đặt mình vào trong một cái hoàn cảnh nào thì chúng ta lại có một cái nỗi khổ riêng của cái người đó. Chúng ta nói đến cái hoàn cảnh sống. Thì ở đây đó, nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng chúng ta sống trong cuộc đời này mà như Đức Phật ngài nói đó, đó là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Chúng ta thường là cầu mong cái này, mong muốn cái nọ. Cái người mà chưa được có tiền của,
Quý vị còn nghe không ạ? Dạ, cảm ơn Thượng tọa Minh Hạnh. Cái người chưa có tiền của thì mong mình có tiền của. Đó là một trạng thái khao khát. Trạng thái khao khát. Hoặc là cái người chưa có danh vọng thì mong muốn mình có danh vọng. Hoặc cái người có danh vọng rồi nghĩ mình sợ mình bị mất danh vọng địa vị. Thấy không? Người có tiền của rồi lại sợ mình mất tiền của, mất vật chất. Rồi thí dụ bây giờ nè, cái người mà không được đẹp đi, mình không được đẹp lắm, không được nổi trội lắm, nhưng mà mình mong muốn mình được đẹp. Mình mong muốn mình được đẹp. Cho nên là trong một cái trạng thái mình lo là sợ mọi người, sợ mọi người coi thường mình, sợ mình không được đẹp, sợ mình không được nổi trội. Thế là mình có những cái trạng thái lo. Mà chúng ta hiểu là sanh là khổ, Đức Phật ngày dạy là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ. Người ta có nhiều cái tham cầu lắm. Dạ, tham cầu lắm. Cho nên nếu mà chúng ta học ở trong cái diệu pháp á, thường thường á, là chúng ta nói là tham, thấy không? Tham thì nó có hợp với tà kiến hay là nó không có liên quan với, nó không hợp với tà kiến, phải không? Nó có hữu trợ hay là vô trợ, phải không? Rồi nó có thọ xả hay là thọ hỷ, phải không? Nhưng mà tâm sân của mình á, thì quý vị là trạng thái là sân, tật, lận, hối. Cho nên cái hối á, nó cũng là một cái trạng thái của tâm sân, trạng thái của tâm sân. Cho nên là quý vị thấy rằng mình mong muốn mình được như vậy, nhưng mà nó không được như vậy, không tội ý của mình, thì đó là trạng thái hối hả, một trạng thái mà nội tâm nó luôn luôn trong một cái bừng cháy, ở trong một cái trạng thái chao đảo mà tâm mình không có yên tĩnh được, không yên tĩnh được. Cho nên có nhiều khi mình nhìn tìm cách này cách nọ để bảo vệ mình, nhưng mà đâu có chắc. Có lần chúng tôi nhắc quý vị nghe đó, là có một lần chúng tôi qua bên Sri Lanka đó, ở trên cái núi đá mà lần lượt có khi mình coi trên những cái phong cảnh, những cái hòn đá đẹp trên thế giới, thì trong đó có cái hòn đá đó. Cái hòn đá đó nó cao độ khoảng chừng thấp hơn 100 mét thôi. Nhưng người ta leo lên bằng cái cây cầu sắt, người ta thiết kế đóng vô trong đá đó, leo lên rất là vất vả. Mà nghe kể lại đó, thở xưa đó, cách đây cũng cũng lâu rồi, cũng là chắc cũng là nói ra cũng vài trăm năm hoặc là cả ngàn năm rồi. Chúng tôi không nắm rõ thời gian lắm, nhưng mà có cái câu chuyện là hai anh em tranh giành với nhau. Một ông em á, ông anh á, ông em á, thì được lên trên đó lập cái ngai vàng ở đó, và xung quanh cái hòn đá đó, đó nó hòn đá đó chứ nó sự thật nó lớn lắm. Nó lớn lắm. Nó lớn chắc cỡ cần mấy hecta, cả hecta, 2 hecta, chứ không phải là nhỏ người gì. Rồi là xung quanh là đào hết các cái thông hào mà cái đương thời đó, thì người ta thả cá sấu xuống đó, tới ai đi vô là phải qua cái hào đó, cái hào đó, thì xung quanh nó là đào hào hết, thả cá sấu xung quanh, thì khi mà đi vô là nhiều quân sĩ nè, nhiều quân sĩ cung tên giáo kiếm để bảo vệ từng lớp như vậy, rồi tới cái cuối cùng đó, đó lại là cá sấu, cá sấu, cái dòng cái hào đó chạy xung quanh cái hòn đá đó, là thả cá sấu xuống, rồi đi lên cái hòn núi hòn đá đó, nó có bao nhiêu cái quân sĩ canh, nhưng mà vẫn có một ngày người người em vẫn lên được trên cái hòn đá giết cái người anh mình để xóm lấy ngôi. Thì cái câu chuyện đó, ý chúng tôi muốn nói là mình có nhiều thứ để bảo vệ, mình nghĩ cái đó là bảo vệ chắc chắn, nhưng mà không chắc, không chắc. Quân sĩ, tiền bạc, danh vọng, địa vị, đủ thứ trên cuộc đời này á, mình cứ nghĩ rằng nhà cao cửa rộng, rồi là kính cổng cao tường là sự an toàn, nhưng mà sự thật ra không an toàn. Bởi vì sao?
Ở đây đó là trong một trạng thái lo âu, phập phồng, lo âu. Bởi vì cái trạng thái ở nội tâm đó là cầu muốn mà không được. Cầu muốn mà không được. Chúng ta có nhiều thứ cầu muốn lắm. Cho nên đó, nó bắt nguồn từ ở cái tâm tham của chính mình. Cho nên là ở một cái trạng thái lo âu phập phồng, trạng thái lo âu phập phồng. Ở đây đó là khi mà mình cầu muốn mà không được thì cái tâm lý của mình lúc đó sao? Mình cảm thấy đó là sự khó chịu, đó là sự hụt hẫng, đó là sự đuối sức, đó là sự bẽ bàng, vân vân. Có nhiều thứ, nhiều nguyên nhân lắm. Cho nên là khi mà mình thiếu cái gì, mình mong, có nhiều khi mình không thiếu, nhưng mà mình nghĩ rằng mình thiếu, cho nên là mình cứ mong muốn mình được cái này, được nọ. Cho nên là ở trong một cái trạng thái bởi tham tâm, bởi sân tâm, đó là sự phẫn nộ, đó là sự phẫn nộ. Cho nên là quý vị thấy rằng trong kinh nói là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Cho nên cái gì, người người nào chúng ta thương, vật nào chúng ta thương, cái gì chúng ta thích, thì tất cả những điều đó mà nếu xa lìa chúng ta thì chúng ta khổ. Chúng ta buồn, chúng ta tủi, chúng ta ở trong một cái trạng thái lo âu, phập phồng. Mà chúng tôi nói ở cái trạng thái của tâm sân á, thì quý vị thấy sân, tật, lận và hối. Thấy không? Sân, tật là ganh tị, lận là keo kiệt, hối tức là trạng thái phập phồng, hối hóa. Nó đau khổ, phập phồng, lo sợ cái này, lo sợ cái kia. Cho nên nó cũng là một trạng thái của tâm sân. Mà bắt nguồn từ ở cái sự ham muốn đó. Ham muốn cái này hoặc ham muốn cái kia. Cho nên cái câu chuyện mà chúng ta đọc ở đây đó là Ngài nói mặc dù là Ngài sống ở trong hoàng cung, là một vị vương tôn công tử, vương tôn công tử, có nhiều sự bảo vệ, có nhiều sự bảo hộ, nhưng mà rồi đó không có an toàn. Không có an toàn. Vì vậy cho nên ở đây khi chúng ta đọc cái câu chuyện này thì chúng ta mới chiêm nghiệm lại một điều đó. Là Đức Phật Ngài nói rằng là không có cái gì là tuyệt đối. Không có cái gì tuyệt đối. Cho nên là nếu chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này đó, thì chúng ta, vì vậy cho nên là Phật dạy là vừa lòng với những gì mình có, hay gọi là tri túc và thiểu dục. Đó cũng là một phương pháp tu. Đó cũng là một phương pháp tu. Cho nên chúng ta có biết tri túc là vừa với những gì, vừa lòng với những gì mình có. Tri túc là biết đủ, thiểu dục là muốn ít. Vì sao Phật không dạy là đừng có muốn, mà lại là muốn ít thôi. Muốn ít là nó vừa với cái tri túc đó. Nó vừa với cái tri túc đó. Cho nên là chúng ta biết tri túc, chúng ta dù sống ở trên phương diện nào, chúng ta biết tri túc, biết thiểu dục, thì đó là cái cách tạo cái an lạc cho nội tâm mình. Cũng là cái cách tu, cũng là cách tu. Cho nên ở trong cái nội dung của bài kinh này đó, hai cái đoạn đầu mà Phật dạy rằng với ai trong nội tâm không có lòng phẫn nộ. Phẫn nộ mà nãy chúng tôi nói đó, mình mong muốn cái này, mong muốn cái kia, nhưng mà nó không được như ý của mình, thì mình cảm thấy như nó là buồn tủi, hụt hẫng, đủ thứ, không có cái sự thỏa mãn, không có sự hài lòng trước những cái hoàn cảnh gì đó, hai cái vật gì đó, hay đối với ai đó. Cho nên á, chúng ta thấy cứ một ngày đó, sân và tham tâm của chúng ta, nó luôn luôn, nó hoạt động, nó hoạt động, nó hoạt động. Cho nên là mình á, thường thường á, chúng tôi nhớ ở trong cái chữ Hán á, cái chữ sơn, chữ tiên, tiên tức là người tiên á, tiên á, ông tiên á, hay là mình nói trong Phật giáo là Deva, là chư thiên á, thì tiên á, là nó có một bên á, là bộ bộ nhân đứng, và một bên á, là bộ sơn, chữ sơn tức là người mà ở trên núi ngày xưa đó là như tiên. Như tiên tại vì người ta không có bận những chuyện thế cuộc, đó là mình nói như vậy thôi, giữa tượng hình như vậy thôi. Nhưng mà sự thật ra ngày nay nó người ta ở trên núi đầy hết luôn. Rồi đầy những sự bận rộn. Chứ không phải là thanh thản như ông tiên. Không phải thanh thản tự tại như bà tiên.
tức là không lo thế sự nữa. Nhưng mà ở đây đó, nói một điều đó là khi mà cái tâm của mình đó, nó bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si mê đó, thì mình không có một cái trạng thái, không có một cái trạng thái an lạc, mà đó là trong một cái trạng thái bất an ở trong nội tâm, bởi vì tham, bởi vì sân nó chi phối. Cho nên là mình đừng nghĩ rằng cái gì đó nó bảo hộ cho mình chắc, chắc chắn, không có cái gì mà bảo hộ chắc chắn đó. Chỉ có cái tâm của mình dứt lìa đó, thì đó là sự bảo hộ, mới đó là sự an lạc lâu dài. Phật dạy rằng ai vượt qua hữu phi hữu, cái này nè, cái này hữu và phi hữu nè, ai vượt qua hữu phi hữu, tức là cái có và cái không có, hay nói cách khác, tức là ở đây đó nó có hai cái nghĩa mà chúng tôi xin siêu quý vị. Cái có và cái không, mình chấp có, chấp có đó cũng là liên quan đến cái thường kiến. Chấp có là liên quan đến cái thường, nó dính dấp với cái thường kiến. Quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng tôi thấy nó có cái màn hình, nó có cái biểu hiện lên á. Dạ, cảm ơn Thượng Tọa Minh Mạnh. Khi mà mình chấp vào thường kiến á, chấp vào cái sở hữu mình có, nói trong cái ý nghĩa thứ nhất á, là mình chấp cái gì mà mình có, mình sở hữu chính nó, thì mình bị trói buộc vô nó. Thấy không? Còn mình chấp vào thường kiến có nghĩa là nghĩ rằng có một cái gì đó nó hằn ngủ trong mỗi chúng ta, nó hằn ngủ trong mỗi người, nó hằn ngủ trong mỗi người, mà dân gian người ta gọi là linh hồn, dân gian kinh ở các cái triết lý thì người ta gọi là ngã, hay là trong Phật giáo chúng ta nói tự ngã hay là tôi ta gì đó. Chúng ta tấp chấp có cái gì đó, sự thật ra cái hình thành của năm quẩn của mình đó là sự tổng hợp, sự tổng hợp của các pháp mà ra thôi. Năm quẩn của chúng ta là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, nó là sự tổng hợp của các thành phần, chỉ quan tra canh thá, tức là năm quẩn, tức là chỉ cho cái sự cả thể chất của chúng ta và chỉ cho cái tinh thần của chúng ta, hay nó là thân và tâm, danh và sắc, nói trong kinh là như vậy. Cho nên là những cái sự mà tri giác của cái biết qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và tâm suy nghĩ đó, thì cái đó nó cũng liên quan đến năm quẩn của chúng ta, bởi nó qua 12 xứ, 6 nội xứ và 6 ngoại xứ, 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. Cho nên nó không có cái gì được gọi là hằng hữu ở trong đó. Nếu chúng tách ra những thành phần ra đó thì nó không có cái gì nó là cốt lõi, và cũng không có cái gì được hằng hữu. Cái mà chúng ta nói tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy nghĩ, thì cái đó nó cũng chẳng qua là những cái mà giữa căn cảnh và thức giao thoa với nhau thôi. Mà trong giáo lý Duyên Khởi gọi đó là xúc. Xúc là sự gặp mặt giữa căn và cảnh, thức sanh khởi. Cho nên nó không có cái gì, không có nói là tôi thấy, không nói là tôi nghe. Nếu chúng ta có con mắt mà chúng ta không có cảnh sắc thì cũng không thể nào thấy. Chúng ta có con mắt mà chúng ta có dùng, chúng ta cũng vừa có cảnh sắc, tức là mắt thấy cảnh sắc, nhưng mà chúng ta không có tâm thức. Nếu như là một xác chết thì cũng không thể nào gọi là thấy. Rồi chúng ta có mắt, có cảnh sắc, có thức sanh khởi, nhưng mà trong một thoáng qua đó chúng ta không chú ý đến thì cũng không thể nào có. Cho nên những cái yếu tố đó là yếu tố phụ trợ để giúp cho mình hành thành nên sự thấy. Cho nên không có. Vì vậy cho nên là Ngài Xá Lợi Phất nói đó, là chỉ có sự thấy chứ không có người thấy. Cái người ở đây là tôi ta ở trong đó, tôi ta trong đó. Cho nên là mình chấp có cũng không đúng.
Chấp khó cũng không đúng. Chấp mà trong kinh gọi là, vì vậy cho nên là trong kinh Chuyển Pháp Luân thì Phật dạy rằng có hai cái sự tà kiến. Cái sự thứ nhất là thường kiến, thường kiến, cứ nghĩa là chấp còn. Cái thứ hai nữa nó là đoạn kiến, là chấp không. Ở đây gọi là phi hữu, phi hữu tức là chấp không. Hai cái đó đó, chúng ta cho rằng cái gì đó thường hữu, thường hằng, thì cái đó nó không đúng, không đúng. Và khi chúng ta chấp cái đó thường hằng, chúng ta cho rằng cái đó tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, cho nên hồi yêu, tôi chưa suy tư, cho nên nhiều cái hệ lụy mà làm cho chúng ta phải khổ lụy ở trong đời sống này. Cái gì vừa lòng với chúng ta, đúng như ý muốn của chúng ta, thì tham tâm sanh khởi. Cái gì mà nó trái ý nghịch lòng chúng ta sanh tâm sanh khởi, thì chúng ta khổ lụy, buồn, buồn tủi, có nhiều thứ xảy ra ở trong đời sống. Cho nên ở đây đó, khi mà mình chấp có là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy tư đó, thì cái đó nó cũng đều sai, đều sai. Mà ở đây đó thì Ngài Xá Lợi Phất, như chúng tôi đã nói khi nãy, Ngài Xá Lợi Phất nói, Ngài nói là chỉ có sự thấy chứ không có người thấy, chỉ có sự nghe chứ không có người nghe, chỉ có sự suy nghĩ chứ không có người suy nghĩ. Ở đây là không có cái tôi, cái ta trong. Cho nên nếu mà mình chấp rằng có một cái gì đó hằng hữu, nó lưng lưu từ đời này sang tới đời khác, từ kiếp này sang tới kiếp khác, thì nó không đúng. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta làm người, rồi cũng cái linh hồn đó, cũng một cái tôi, cái ta đó, nó tiếp tục để làm người nữa sao? Nó làm người nữa sao? Mà quả thật là trong đời sống luân hồi, chúng ta sanh ra ba cõi, sáu đường đó, đường nào chúng ta cũng có đi hết rồi. Đâu hẳn là bây giờ chúng ta làm người, làm thân nhân loại, rồi kiếp sau lại chúng ta lại tiếp tục làm thân nhân loại nữa. Không? Nếu chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện, thì chắc chắn chúng ta sanh vào khổ cảnh. Khổ cảnh. Còn nếu chúng ta tạo nghiệp thiện, thì chúng ta sanh về lạc cảnh, tức là cảnh giới an vui. Cảnh giới an vui. Nhưng mà rồi đó, cái lạc cảnh và khổ cảnh đó, nó cũng là cái mà sự còn cái sự tái hiện của đời sống luân hồi. Đời sống luân hồi. Về cái góc nhìn của Phật, Đức Phật đó, thì Ngài nói là dù cái sự hiện hữu ở cảnh giới nào cũng là khổ. Cũng là khổ. Giống như là phân mà dính ở trong đầu móng tay của chúng ta, nó dù một chút xíu thôi, nhưng mà nó vẫn hôi. Nó vẫn hôi, vẫn thối. Điều đó chúng ta chú ý như vậy. Như vậy thì Phật nói rằng ai vượt qua hữu phi hữu, tức là chấp thường và chấp đoạn. Chấp đoạn là như thế này. Cái chấp thường trong tiếng Bali gọi là sasata ditthi. Chấp đoạn là uccheda ditthi. Tức là cái ditthi, tức là cái quan điểm của chúng ta, cái nhìn nhận của chúng ta. Thì ai mà chấp thường, tức là chấp một cái gì đó nó lưng lưu mãi mãi cũng không đúng. Không đúng. Cái đó cũng bị kẹt. Mà chấp đoạn, tức là chấp không đó, phi hữu ở đây đó, là chấp không đó, thì cũng là bị trói buộc luôn. Tại vì chúng ta còn luân hồi mà. Chúng ta có luân hồi mà. Khi mà phiền não chúng ta còn, hạnh nghiệp chúng ta còn tạo. Trong giáo lý Duyên Khởi đó, thì quý vị thấy rằng vô minh, tham ái và chấp thủ, nó là cái chất quấn tụ, nó là một cái sự cấu uế để khiến chúng ta có cái hành động. Mà cái ý thứ hai, tức là cái luân thứ hai đó, đó là nghiệp, nghiệp luân, tức là nhờ chúng ta khiến có hành động như vậy, chúng ta có đầu tư như vậy, cho nên là chúng ta có cái sự hiện hữu.
chúng ta có cái sự hiện hữu. Và khi mà có cái sự hiện hữu thì đó là sự sanh ra đời, sự hiện hữu, cho nên là có sự sanh ra đời. Rồi hả, mà trong kinh nói là có sanh thì phải có già, có bệnh, có đau, có chết, có cầu muốn không được, có thương yêu xa lìa, nó là sự khổ mà. Rồi chưa kể là cái hệ lụy ở trong đời sống có nhiều thứ nữa, cái hệ lụy ở trong đời sống nó có nhiều thứ ràng buộc. Cho nên ở đây đó, Đức Phật Ngài dạy á, là vượt qua khỏi hữu phi hữu, vượt qua khỏi hữu phi hữu. Cái điều này đó là nói đến quả vị A-la-hán, cái quả vị A-la-hán. Cho nên là với một bậc mà hoàn toàn giải thoát là chỉ cho một bậc A-la-hán. Vị ấy thoát